best vacation. The first, we will go to Turkey for driver license. We need to transfer from US driver license to Vietnamese. Again. This is the second time. Wish you all day. And after that, we will go to Vinpearl to spend time for Jolly. This trip for Jolly and Daddy. So when we go to the government office in Vietnam, you need to wear long pants, no short. Okay, all done. Very easy. Yeah, we will change. Very easy today. We go here. We have all the paper and we sign some paper. Yeah. We pay only under 100, 200,000. That's good. I'm gonna change your diaper real quick. Yeah. Okay. So everything done very easy. Yeah, come here, so. Prepare the passport, TRC, and the driver license. Translate to Vietnamese. And turn over the new one. Return the old one. And then 1 week later, we will have the new driver license. Cool. Yeah. Very good, thank you. Cảm ơn you. Very easy. Thực sự là mọi cái rất là dễ luôn. Lúc trước mình không biết á, thuê dịch vụ người ta bày vẽ rất là nhiều thứ. Khi mà vô đây làm á, mấy anh chị trong đi hướng dẫn rất là dễ dàng, hồ sơ đơn giản. Chỉ cần cái hộ chiếu nè, cái giấy tạm trú nè, và cái giấy phép lái xe dịch qua tiếng Việt. Sau đó vô đây thì người ta sẽ cho mình điền một cái đơn, rồi mình điền thông tin xong nộp tiền. Lệ phí tổng cộng có 135.000 với lại 31.000 là tiền phí gửi về cái địa chỉ của mình. Rồi xong, một tuần sau là sẽ có giấy phép lái xe. Vậy là mọi giấy tờ đã xong xuôi rồi. Bây giờ nhà Vi sẽ ra khách sạn Vinpearl để ở lại. Do là công việc nó hoàn thành sớm hơn dự kiến, cho nên là nhà Vi đến còn 3 tiếng nữa mới đến giờ check in lặn. Nhưng mà do sáng giờ dậy sớm mệt á, cho nên nhà Vi sẽ quyết định đi ra chỗ khu hồ bơi để nghỉ ngơi và ăn trưa luôn. Hồ bơi rất là đẹp, rộng, có thể nhìn ra được bãi biển luôn nè. Kia là bãi biển. There is the ocean. Nice swimming pool. Yeah, I'd much rather wait here. Yeah. Be careful. Okay. You can take her shoe off. Mommy, just walk over to the restaurant. Hey, here is Jolly. Hi, Jolly, say hi. Rồi ăn đi. Should I go to a proper place to change? Yeah, you should. I could change under the towel, but maybe I can go in the bathroom too. Can I have a cracker? I'm starving. Waiting for check-in time, so now we will swim in and then have lunch. Bây giờ sẽ chơi ở hồ bơi một lúc, sau đó đi ăn trưa rồi mới tới giờ nhận phòng. Jolie đã thay đồ bơi rồi nè. Đồ bơi của Jolie đẹp quá ha. Đồ bơi của Jolie đẹp quá ha. We came here early, 3 hours, so now we need to wait here. We will play in swimming pool and order some food. And the check-in time in here is 2 p.m. So, just enjoy. Very nice weather today. They have big swimming pool. Rồi, cảm ơn em. Cái bánh burger này là burger bọt, còn đây là mực chiên. Khoai tây. Oh, you cannot let her be around. She wants to play. I know,
over here, honey. Jolly don't want to eat. She want to play. You want some fries? Manager. Yeah. Thank you. Khu vực phía sau khuôn viên hồ bơi này rất là rộng luôn. Buổi chiều gió biển vô mát rượi rượi luôn á mọi người, không cần mặc điều hòa. Ở đây còn có cái khu vực vẽ tranh và tô màu cho con nít nè. Nói chung á là ở trong đây họ có cái khu này rất là vui nha, vì thấy rất là hay luôn á. Ngoài ra còn có cái shop bán đồ lưu niệm. Ai mà đi du lịch mà quay mang theo bikini á thì cũng có thể vào đây mua nè. Sau đó thì Vira làm một ly trà sữa. Trong này có bán trà sữa nhưng mà có điều là cũng bình thường thôi chứ không có vị gì đặc biệt nha. Nói chung uống cũng được. Ăn xong rồi, bơi xong rồi, uống ly trà sữa nữa mà cũng chưa tới giờ check in. Trời ơi bé nhỏ ngủ rồi mọi người ơi, chờ lâu quá mà, với lại ngồi này gió mát nữa cho nên nó ngủ. Đến giờ nhận phòng rồi nhưng mà chỉ có một mình Vi lên nhận thôi, còn hai cha con nó vẫn còn ở dưới hồ bơi á. Bây giờ Vi sẽ cho mọi người xem phòng nha. Phòng của Vi á là phòng view vườn, nhìn ra phía xa kia là cái rừng dừa với lại cái sân golf. Phòng này có giá là 2.900.000 một đêm, bao gồm ăn sáng và giá chơi ở trong VinWonder luôn. Đây là phòng tắm nè. Ở trong tắm dồn ra ngoài coi tivi cũng được nè. Người đứng ở trong tắm cho người ngồi xem. Đây là tủ áo quần, các set bằng củi lên nè. Đây áo tắm bàn ủi. Vì rất là thích cái chỗ nào mà ở có cái bàn ủi á, tại vì đồ mình xếp đi á thường nó sẽ bị nhang á. Tới đây ủi lại cho nó thẳng thớm, mặt chụp hình cho nó đẹp. Rồi, một vali, một túi và một xe lady chị nhé. Dạ. Một hai cao ly ơi, bên này ơi. Rồi, em xin phép chúc gia đình có một kỳ nghỉ vui vẻ chị nhé. Em cảm ơn, cho em gửi anh. Em cảm ơn. Dạ. Cái bồn tắm này có thể nhìn ra được ngoài kia kìa. Nhìn ra được tới vườn luôn. Đây là cái bồn tắm đứng. Ai mà không thích tắm trong bồn ấy thì vô đây tắm đứng. Giấy vệ sinh rồi là bỏ vô trong cái bọc nè. Đó, thấy không? Sự khác biệt giữa khách sạn ở Việt Nam, thấy không? Khách sạn ở Việt Nam là có cái vòi xịt nè. Vô đó. Thử đỏ, trời ơi. Xịt có cái này cái đào á. Đó. Trong là đi vô khách sạn thấy cái vòi xịt là ưng rồi. Ồ, có cái căn nữa nè. Đó, là An chơi nhưng mà không quay nhiệm vụ nghe, đừng cái An nhiều quá, mập rón chịu quá. Ở đây là có dép đi trong phòng nè, rồi dép đi biển nữa nè. Đây là những cái đồ mà người ta sẽ phục vụ miễn phí nè, trà và cà phê. Chị muốn đi chỗ vui chơi á. Ôi em mới vừa gọi xe hỗ trợ luôn, xe mới vừa đi luôn. À thôi đợi xíu cũng được. Dạ, thế mà đợi giúp em 15 phút chị nha. Ồ 15 phút à? Dạ. Ồ. They say wait for 15 minutes. Có nghĩa là cứ mỗi 15 phút là có một chuyến. Dạ không phải, là 30 phút sẽ có một chuyến. Hả? 30 phút ạ. À cảm ơn nha. Ok, bây giờ sẽ chờ xe tới để đi. Yeah. We will walk to the park for Jolly. Yeah. Oh, họ có nhiều xe chứ kìa. À, cái công viên đó kìa. Yeah. Đây lại chỗ cái công viên gần đây. Đây là cái sảnh. Mình sẽ lại đây chơi một chút xíu trong lúc chờ xe đến. Watch out, babe. Vì mình ở đây cho nên là sẽ có vé vào cổng miễn phí, không cần mua
phải mua vé. Ưng vô giờ nào cũng được. Cứ mỗi 30 phút thì sẽ có xe trung chuyển từ khách sạn ra tới đây. Đi khoảng tầm 5-10 phút gì đó. Để coi thử hồi nãy đi là 4 giờ à 5 phút, từ khách sạn ra tới đây là 5 phút á. Rồi, tới rồi. Vô đây là ô. Vô đây là người ta sẽ có cái camera kiểm tra khuôn mặt. Xin chào. Đứng gần rồi chị. Đứng gần rồi. Gần bằng hả? Rồi, đúng rồi. Ok. Welcome to Vin Wonder. Đây là chương trình ca nhạc trên sông. Có mấy anh chị đẹp trai đẹp gái hát hay lắm. Gia đình Vi đến đây là 4:10, mà 4:30 là chuyến tàu cuối cùng đi trên sông Safari để xem thú. Cho nên là Vi phải vừa đi vừa chạy như thế này đây mọi người. Ôi xì. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ có khoảng tầm 25-30 phút trải nghiệm trên thuyền như thế này. Vì chuyến tàu của Vi là chuyến tàu cuối cùng, cho nên là các bạn nói sẽ không có cái dịch vụ mà giao lưu tương tác cho động vật ăn. Tại vì cả ngày là mấy bạn thú cưng đã được ăn rất là nhiều rồi. Bây giờ mấy bạn cũng không có còn muốn ăn nữa, cho nên là chỉ đi và xem bằng mắt thôi. Và cái bạn hướng dẫn viên này sẽ nói tiếng Anh, tại vì trên tàu của Vi chủ yếu là khách Tây á mọi người. Vi đi vào giữa tuần cho nên là không có khách Việt bao nhiêu hết trơn á. Bây giờ mời mọi người cùng đi tham quan với gia đình Vi nhé. Alright, the first animal today on your right hand side, we're gonna see the antelope. Ah, sừng kiếm à? Sừng dương à? Sừng kiếm. The horn about 1 meter is very short and razor. It can defend from the lion when they feel dangerous. Antelope. The black swan. They come from Australia. Doesn't anyone here come from Australia? Oh, zebra. We can easily realign the emotional of the zebra by the ear. When it's go up, they're happy. When it's go down, they feel it sad. But if they're protected, the food is coming every day, so it's more happy. And next to the zebra, in the big antelope family, we call eland antelope. When they're growing up, it's about like 9 in the rest of the world. But they can run very quick, about 55 kilometers an hour. From Sahara Desert, but from now they don't live in the wildlife. They did about 20 years ago. From now they just only live in the protected, very rare. And we have some baby over there. If you see on the middle, we're gonna see the baby. The horn they just only grown up one time of their life. When they broke it, they don't grow up again. Sometimes they fight for love. Quá trời luôn. Trời ơi, to. Đây là vệ nhá. They have a thick skin, vệ nhá. Skin about 5 centimeters. They really like to fight to make a layer, protect them from the cô có hiểu. The big one 9 years old. Two small ones are just only 4 years old. You know, one day the giraffe just only sleep for half an hour. When they sleep, they open the eye. Water. You can survive without food and drink about 3 weeks. The lip very sensitive. This one is a baboon. They come from Africa. It's a dangerous animal, so that's why we need to use electric. The black color is a male, the yellow color is a female. The different color depend on the sexual. Father, mother, and 2 children. Father black color, mother white and yellow color. All right, everyone have to look very carefully, because this one very cute. Oh, yeah. Oh.
Cái này nó nhỏ hả? Cái này trọng lượng lớn như các bạn này rồi. Khi sinh ra các bạn chỉ nhỏ bằng những đồ này. Chưa được nữa ghế. Đây nữa nè. Printel Lima, they come from Madagascar. That's your name. I like to move a very famous movie. Did you know the song I like to move a movie? Yeah. All right, are you ready to see the tiger? Yeah. Tiger. Do you want to stop here to feed them? To buy the food, huh? Just come by yourself. Look at you like a beefsteak on the river. You know, actually, in the daytime they're gonna sleep it, but now they're gonna walk it. Gonna come around to find the food. So it's the perfect time to go to the safari to see the lion and the tiger. Ôi, ghê chưa? Mày hăng rồi. Time to eat now. White tiger. From now the white tiger will live in the wildlife, but it's too colorful. Mày nhìn đi. Lion. Ra do được không chị? Được, mấy bạn này hiền lắm, mấy bạn này mà còn thức ăn là bé có thể cho thức ăn mấy bạn. Thì còn một con nấy con nhầm. Ở đây họ không có dịch vụ cỡ đà điểu cho nên là đà điểu nó còn nhiều lông lắm. Vì chơi ở trong VinWonder từ 4:30 đến 5 giờ là họ đóng cửa rồi, bây giờ về ăn tối thôi. Đây là nhà hàng mà mình có thể gọi món, còn bên kia là chỉ dành cho buffet. Đây là các món ăn người ta sẽ phục vụ nè. Đi qua nhà hàng nha. Cocoon. Ồ, đây có bánh này nè. Bây giờ sẽ qua nhà hàng buffet coi là sao. Phân vân giữa hai nhà hàng, cuối cùng chọn là buffet. Pizza. À, pizza chỗ nào em? Làm pizza chỗ nào? Yes. Come here, see. Chỗ này là nấu phở. À, here. Đây là pizza. They have a noodle. Thick cheese. Rồi cái phô mai nó to. And cái này là gì ta? Này là bánh xèo. Daddy, kimchi bánh xèo. Yeah. Anh thích cái này lắm. His favorite. Này. Kimchi bánh xèo. Đây là bánh bột lọc, bánh nậm. Oh. Okay. And come here. Let's go find the food. Oh yeah, come here to I show you this. Ta-da. See this? Con heo, heo quay. Nguyên một con heo luôn. Này.
khoai tây, trăm lúa mạch, đậu bắp, để thứ luôn. À, cháo canh súp. Wow, quá trời phúc lực. Oh, yeah, nhìn ngon chưa? Tôm chiên, cơm rang, cá chim, chúc con lúc. Oh, they have here too. Come here. Oh, cái cối này. Cơm. Gà. Bò. Thơm. Bên đây là bánh rồi trắng miệng. Trái cay, bánh ngọt. Quá trời luôn. Đây là bánh mì. Ồ. Trời, nhìn hấp dẫn chưa? Quá trời luôn. Cà phê. Đây là chỗ ngồi, mình có thể ngồi phía bên trong hoặc là đi ra ngoài trời. Ồ, đây sữa chua rồi trái cay rồi nữa nè. Salad. Đúng là nhìn tươi ngon hấp dẫn. Oh yes, she say they have barbecue outside. Oh, the salads for barbecue, I think. We can go and take a look. Đây bên này là có đồ nướng. Đây là đồ nướng. Chào em. Bắp với khoai lang, trứng gà, bò nướng. Bò nhìn ngon hả? Cái nó là mực hả em? Dạ, cái này mực, cái này tôm. Nhìn ngon quá, là mình nướng ở phía bên kia mình đem qua đó hả? À, chưa? Nướng ở đây, hải sản tươi luôn. Rồi đem qua. À, nè, nhìn cá, hào. Đây là cháo lươn rất là ngon, còn đây là cá hồi. These are good. Yeah, Jolly. Oh, Jolly has spoon too. We finished it. When she saw camera, she said hi. Con ăn đi, con ăn đi. Ăn really? Đi. Here. Dạ quá. Ready? Look at this, mom. Look at... Đồ ăn rất là nhiều và ngon. Nói chung á là vì thấy 700 nghìn một người thì nó rất là xứng đáng luôn á. Ngon mà. Có bánh tráng ngon nữa. Cái đi. Con đây là con xà méo. Thịt nhiều. Này là sò nướng mỡ hành. Rất là nhiều đồ ăn luôn. Nói chung là xứng đáng đang vô đây ăn buffet. Nè, nhìn cái mực là chấm với nước sốt. Wow, it's starting to get busy in here, huh? Jolly, no cup, ready? And then after dark, every view will go back to hotel. If the girl comes by, make sure she gets me water. Okay. This is just broccoli and cauliflower. They just disguised it. New chef. Yeah, very healthy. They're cooking it a little different. It might look like something else, but yeah, it's really just broccoli and cauliflower. Đang giảm cân cho nên là chỉ ăn
có một miếng pizza với lại mấy con tôm với lại là một lát bánh xèo, giờ hai cái bánh thôi đó. This is what happens with buffet people. Yeah. You go to buffets and so something happens in everybody's brain that goes to a buffet. Yeah. And this is what happens. And here's Jolie. 6,000 calories later. Yeah. Jolie là ăn hai phần của Daddy nè, tại vì Daddy là ăn có chút xíu cho má, còn chỉ có Vi là ăn nhiều thôi. Mua cái vé buffet 700 mấy thì ngộ vô mà có chút xíu. Oh, would you like to try this one? No, thank you. Vì tiếp tiền cho nên đó là ăn cho no, còn ổng là đang giảm cân cho nên là ăn một chút xíu thôi. This may be the best goddamn thing ever. It's like Jello whipped with whipped cream, chilled. You want to try it? Jolly, no play. Mới Jolly nè. Đây là phần ăn của Jolly nè. Đồ nướng rất là ngon. Một người thì giảm cân, mình thèm bánh ngọt. Còn Vi thì muốn tăng cân. Ai biết không lên. I mean, this is next level. Okay, okay. She places like this, B, you know, not everybody does one thing. They have a pastry chef. They have a baker that only bakes sweets. You know? Yeah. And he'll come here, and he probably works 3-4 days a week. And trains people, you know, to work his recipes. Rất là ngon, hải sản mềm ngọt, ngon mà. Đây là miếng bò, bò chấm muối ớt. Rất là ngon. Rất đáng đồng tiền nha. So funny, he just eat and he forget what to eat here. I'm gonna have to go revisit the thing. Yeah, go do again because you already forget. Yeah. And how about Jolly? I'm going to go. Yeah. Con xúc gì lạ rồi đó. Đây nè. Mẹ xúc vô cho con nè. Đó, rồi bỏ vô miệng đi, con bỏ vô miệng đi. Bỏ vô miệng. Bỏ vô miệng. Bỏ miệng đi. Ngon quá. Giỏi quá. Ăn cà rốt đi. Đúng rồi, con ăn đi, con ăn đi. Giỏi quá. Giỏi. I can't believe you made me do this. Sorry. That's messed up. Sorry. I put you in a zip cake. Sorry. You forced me to. Ở đây họ có cái ức vịt hấp ngon chưa? Lẩu ức vịt nướng chứ. Đậu bắp nè. Rất là ngon. Thì sẽ lấy một lát ăn thử. Tại vì ở đây có nhiều đồ ăn cho nên chỉ lấy mỗi thứ một ít thôi. Đây là khu vực sushi. Sashimi. Cá hồi nè. Tất cả đều là đồ tươi sống nè. Cơm cuộn. Trời, Vi sẽ lấy một ít. Đồ sushi thì sẽ ăn với cái củ gừng đỏ. Vi sẽ lấy một ít gừng. Một ít tía tô. Một ít nước tương. Một ít thò. Một ít mù tạt. Cái này là cá trích sống nè. Cá trích sống. Quậy cái mô tạc đi ra cho. Rồi,
xong. Ready, one more. Ready, one more time. Ready, ready. Daddy, yeah. Do you know that they have dog? No, I didn't. I'm sure. Hey, đây là miếng lương, còn đây là bún ốc. Mình ăn cái gì thì mình sẽ nói họ làm cái nấy. Người ta làm tại chỗ luôn. Nhìn rau ngon chưa? Đây là nồi nước. Ít thôi em. Dạ. Rồi chị cảm ơn. Miếng lương cũng ngon nữa. Ở đây đầu bếp ở đây nấu món gì cũng ngon hết. Lương. You're gonna be turning the lights out pretty soon, aren't you? Hmm. Đang trao chọc vì không? Kêu vì ăn nhiều. The morning shift will be coming in soon. Mm-hmm. Breakfast ready. Vì tiếc tiền. Bỏ mua vé 700 mấy thì mà vô ăn có chút xíu. Thường buổi sáng á, Vi đi ăn buffet, Vi ăn ít lắm. Nhưng mà Vi thấy cái này bỏ tiền nhiều ra cho nên Vi lắng ăn nhiều. Em đón lỡ tiền. Thường đi ăn buổi sáng á, ăn trong cái buffet ở trong phòng. Các bạn, trong khi mà mình book phòng thì sẽ có buffet miễn phí. Thường buổi sáng Vi ăn ít lắm. Nhưng mà ở đây tự nhiên bỏ ra mấy trăm nghìn để ăn mà không lẽ ăn sơ sơ cũng tiền. Đúng rồi, mình phải ăn toán hết chứ mình không ăn cũng tội nhân viên ở đây. Người ta náo ra nhiều mà không lẽ mình không ăn. Tạo công ăn việc làm cho họ. Tính ra hồi nãy chờ Vi giữ con cho ổng ăn ngon lành, cái tới lượt Vi ăn cái ổng hối không kịp ăn món tráng miệng luôn. Ổng nâu đi bơi nhưng mà ăn xong rồi mới biết được là hồ bơi 7 giờ tối là ổng đóng cửa rồi mọi người. Chuyến đi này 3 ngày 2 đêm cho nên là video hơi dài, Vi sẽ cắt bớt ra trong video tiếp theo nha. Trong video tiếp theo thì Vi có đi vô safari một lần nữa để tham quan và tương tác với các con thú. Sau đó thì về ăn trưa ở nhà hàng. Các bạn sẽ thấy được là ông chồng Vi ổng dành ăn hết của Vi luôn, không cho Vi ăn miếng mua hết. Và sau đó thì nhà Vi sẽ ra đi bơi và đi tắm biển. Mời mọi người cùng xem video tiếp theo nha.